Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ ba ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022, gồm có đài Bến Tre, Vũng Tàu và đài Bạc Liêu. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký kênh ủng hộ kênh Mạnh Vlog 1 của mình, một đăng ký một like nhé các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn.